Tối qua ngày 17 tháng 7, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra khám xét lô hàng từ Nam Phi về cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Kết quả phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi là sừng tê giác, xương động vật hoang dã. Trước đó trong tháng 6 năm 2021, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và lập chuyên án đấu tranh theo dõi hành trình vận chuyển của lô hàng. Đến hôm qua, ngày 17 tháng 7 năm 2021, ngay khi lô hàng cập cảng, Cục đã chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng giám sát chặt chẽ và chủ trì phối hợp với các đơn vị Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Cục Cảnh sát môi trường C05, Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng tiến hành khám xét một container được vận chuyển từ Nam Phi về cảng Tiên Sa Đà Nẵng có nghi vấn hàng hóa nhập khẩu không đúng khai báo. Qua khám xét đã phát hiện hơn 138 kg xương động vật nghi là sừng tê giác, hơn 3 tấn xương động vật nghi là xương của động vật thuộc danh mục các loài động vật thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp CITES. Tất cả hàng hóa được đóng gói bằng các thùng cắt tông xung quanh được cuốn chặt bằng dây ni lông với kích thước, chủng loại, trọng lượng khác nhau và được xếp đợi trong container và được khai báo với mã hàng hóa là gỗ. Hiện Cục Hải quan Đà Nẵng đang chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.